Thư Kiều và Sơn Hiền thay mặt cho các đồng nghiệp kính chúc bà con và quý khán giả nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống và tiếp tục ủng hộ chương trình. Bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay có các thông tin đáng chú ý. Mời bà con và quý khán giả điểm nhanh cùng chúng tôi trước khi đi vào nội dung chi tiết. Nông dân An Giang không chỉ kiếm tiền từ bán cá thương phẩm mà dãy cá giúp nông dân hốt bạc. Sôi động chợ rắn đầu nguồn sông Cửu Long, nhiều loại rắn đặc sản được người dân bày bán. Lâm Đồng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nghề chăn nuôi bò sữa. Nông dân Lâm Đồng đưa công nghệ cao vào sản xuất ngày càng nhiều. Khi thanh niên nông thôn bền chí quyết tâm làm giàu, không chỉ lợi ích bản thân mà còn làm thay đổi bộ mặt nông thôn Lâm Đồng. Ở miền Tây nổi tiếng sông rạch chằng chịt nên cá tôm cũng nhiều. Mùa nước nổi vừa qua là dịp nông dân dùng đầu nguồn sông Cửu Long đánh bắt mưu sinh. Mỗi ngày kiếm cũng được vài trăm ngàn. Nhưng điều lạ là không chỉ thương lái mua cá mà gần đây còn mua cả dãy nữa. Anh Sơn Hiền có nghe thông tin này chưa? Không như vậy đâu chị Thư Kiều. Bởi vì theo bà con cho biết, chuyện mua dãy cá không phải là mới đây mà đã 2 năm nay rồi. Cũng chẳng rõ là dãy cá được sử dụng vào việc gì. Ở tỉnh An Giang vẫn có người đến gom mua. Tìm hiểu thông tin này thì ban biên tập xin chia sẻ với bà con và quý khán giả thông tin sau. Thông thường vào cuối buổi mần cá, ở các điểm tập trung đông người như làng nghề làm khô, mắm hay ở chợ, nhân công quét dọn mới đến làm việc. Họ xịt nước, quét dãy cá xuống kênh rạch hay cống rãnh bỏ. Hoặc nhân công vệ sinh để các bao dãy cá tại nơi làm cá, chờ xe thu gom rác đến, chở đi đổ bỏ. Bởi vì dãy cá được xem là một loại rác. Vậy mà tại làng cá khô Khánh An thuộc xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, người dân quét dọn, gom dãy cá, đổ vào bao để dành bán. Nhưng không ai biết dãy cá mua để làm gì, bán đi đâu. Ngoài dãy cá sặc, dãy cá lóc người ta cũng mua, đặc biệt là dãy cá bán rất chạy. Nhờ thế mà dân trong làng Khánh An đứng ra thu mua rồi bán lại cho thương lái ở xa để hưởng lợi từ chênh lệch giá. Nếu mua tại cơ sở chế biến khô giá 1.200 đồng một ký dãy thì bán lại được 2.000 đồng một ký, một ngày cũng được vài trăm ngàn. Trên mạng Internet có người rao tin tìm mua nhiều loại dãy cá với số lượng lớn và lâu dài. Nhiều người cho rằng có thể dãy cá mua để chế biến bột cá là loại thức ăn dành cho chăn nuôi cá các loại. Cũng có thông tin rằng các nhà dinh dưỡng học cho biết trong dãy cá có chứa nhiều chất lecithin có tác dụng tăng cường sức nhớ và kéo dài sự suy lão của tế bào não. Trong dãy cá còn có nhiều loại nguyên tố vi lượng, đặc biệt là canxi và phốt pho, có thể đề phòng được bệnh còi xương ở trẻ em và loãng xương ở người già, nên có thể bào chế thuốc. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta thấy là thay vì bỏ đi ô nhiễm môi trường, thương lái mua dãy cá cũng giúp cho nông dân có tiền. Chị Thư Kiều có thấy như vậy không? Vâng, và thưa bà con và quý khán giả, ở miền Tây thì sẽ không còn lạ với những chợ cá đồng rồi, nhưng chắc hẳn là nhiều người cũng ngạc nhiên khi chứng kiến khu chợ toàn là rắn. Khu chợ rắn ở huyện đầu nguồn An Phú, An Giang bắt đầu sôi động nhất vào mùa nước nổi. Hiện nay nước đã rút nhưng không khí tại chợ vẫn nhộn nhịp người mua bán rắn. Chợ An Phú là nơi phân phối đặc sản cho các chợ trong tỉnh An Giang và cung ứng lên thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, những khu chợ này giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Mời bà con xem một vài hình ảnh được ban biên tập tổng hợp. Mùa nước nổi tạo môi trường sống thuận lợi cho các loài thủy sản. Những sản vật người dân đánh bắt được xuất hiện ở nhiều các phiên chợ vùng biên. Sản vật độc đáo không thể thiếu của mùa nước nổi là rắn. Chợ này bán nhiều loại rắn thiên nhiên. Cách nay 2 tháng, người dân các huyện từ Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang về đây thả lưới giăng câu đạt lợp. Hầu hết các loại cá tôm, cua, rắn đều được bán tại chợ này. Việc giao dịch tại chợ không chỉ có người Việt mà còn có người Campuchia. Sau một đêm đánh bắt, họ tấp nập ghe xuồng, cặp ghe giao hàng cho thương lái là những túi bao rắn đã được phân loại. Sở dĩ rắn nhiều đến vậy là được đánh bắt từ Campuchia chở sang. Rắn ở đây phong phú về chủng loại, đa dạng về giá cả. Rắn bông súng giá 120.000 đến 130.000 đồng một ký. Rắn trung, rắn nước từ 140.000 đến 150.000 đồng một ký. Rắn hổ hành từ 180.000 đến 220.000 đồng một ký. Rắn ri voi 350.000, còn rùa là 380.000 đồng một ký. Gần một năm nay, tại thôn Nam 2, xã Diên Sơn thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, có một trang trại chuyên nuôi vịt trời, được coi là trang trại duy nhất nuôi loài vịt hoang dã này đầu tiên tại Khánh Hòa. Điều đáng học hỏi là trang trại này chỉ bán trứng thu chục triệu đồng mỗi ngày. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi cách làm giàu rất độc đáo này.
Hình ảnh hàng ngàn con vịt trời chăn thả ngoài đồng thỉnh thoảng tràn qua đường lộ như suối chảy đã dần trở nên quen thuộc với người dân thôn Nam 2, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh từ gần một năm nay. Đây là đàn vịt trời của trang trại Chính Phụng, được coi là trang trại duy nhất của tỉnh Khánh Hòa, đầu tiên nuôi giống vịt hoang dã này. Đến nay, tổng đàn vịt trời của trang trại đã lên đến trên 7.000 con, được nuôi trong 3 khu riêng biệt gồm khu vịt thịt, khu vịt đẻ và khu ấp trứng. Theo chủ trang trại là ông Cao Minh Phụng cho biết, qua báo đài, thấy nhiều nông dân ở trong miền Nam nuôi vịt trời lãi rất cao. Ông đã quyết định dùng 4 hectare đất ao trước đây nuôi cá và trồng sen không hiệu quả, chuyển sang nuôi vịt trời. Từ 300 con vịt giống mua từ trong miền Nam, đến nay đã phát triển trên 7.000 con. Mỗi ngày, riêng việc bán trứng, ông đã thu được hàng chục triệu đồng. Và do là giống hoang dã, nên thức ăn nuôi chúng cũng rất đơn giản. Hiện nay ngoài thu nhập từ bán trứng, trang trại còn cung cấp thịt vịt trời cho các nhà hàng, quán ăn và mô hình nuôi vịt trời đầu tiên tại Khánh Hòa bước đầu đã khẳng định hiệu quả. Trong năm 2018, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi. Mưa nhiều đã tạo nguồn thức ăn thô xanh dồi dào để phát triển chăn nuôi gia súc, nhất là bò sữa. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi an toàn, giá sữa tươi nguyên liệu ổn định đã giúp cho đàn bò sữa ở Lâm Đồng sinh trưởng phát triển tốt. Hiện nay, tổng đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh là gần 20.300 con, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Sản lượng sữa tươi nguyên liệu đạt trên 74.000 tấn. Để nghề nuôi bò sữa ở địa phương phát triển bền vững, bên cạnh việc tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho bà con nông dân, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã hỗ trợ 5.000 liều tinh bò sữa cao sản và vật tư, phát triển 20 hectare diện tích trồng cỏ, cây thức ăn thô xanh, xây dựng 5 mô hình ứng dụng cơ giới hóa đối với các tổ chức hộ chăn nuôi bò sữa tại địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Nhằm giúp bà con các địa phương chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã triển khai đợt tiêm phòng đợt 2 năm 2018. Đến nay, cơ quan chức năng đã cấp phát gần 470.000 liều vaccine các loại. Với cơ số này, bà con nông dân các địa phương đã tiến hành tiêm phòng cho đàn vật nuôi trong diện được hỗ trợ. Với kết quả cụ thể như sau, vaccine lở mồm long móng tiêm được trên 23.650 con, vaccine tổ huyết trùng trâu bò tiêm được gần 23.630 con, vaccine ba bệnh đỏ trên heo tiêm được gần 168.400 con và vaccine cúm gia cầm tiêm được gần 14.900 con. Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2018. Để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán sắp tới, nhiều công ty tại tỉnh Lâm Đồng đã nhập khẩu các giống hoa mới của nước ngoài để cung cấp cho người dân gieo trồng. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, các loại hoa được nhập khẩu là chủng loại hoa cao cấp có giá trị kinh tế cao như hoa tulip, lily, cát tường, cẩm chướng, lan hồ điệp. Hầu hết giống hoa này được các đơn vị nhập khẩu từ rất sớm, trước Tết từ 4 đến 5 tháng. Giống nhập về ở dạng củ, cây, ngọn, hạt và cả cành hoa nhằm làm phong phú thêm chủng loại hoa phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới. Kính thưa bà con và quý khán giả, hiện tỉnh Lâm Đồng có 8 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, canh tác trên 385 hectare nông sản chất lượng cao, chủ yếu là rau và hoa. Ngoài ra thì còn có 31 hợp tác xã, 59 trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, 5 doanh nghiệp được chứng nhận canh tác hữu cơ và 15 doanh nghiệp và trang trại ứng dụng công nghệ thông minh sử dụng hệ thống cảm biến kết nối dàn vật IoT. Các đơn vị nói trên đã tiên phong trong việc tìm hiểu, đưa vào áp dụng nhiều kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiên tiến trên thế giới, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất tại đơn vị, vừa là mô hình mẫu để các nông hộ sản xuất nông nghiệp đơn lẻ tham khảo. Nhờ những nỗ lực đó mà mức độ ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp ở Lâm Đồng ngày càng tăng. Toàn tỉnh hiện có 51 cơ sở sản xuất giống áp dụng kỹ thuật nuôi cấy mô, công nghệ ghép được áp dụng rộng rãi trong sản xuất giống, đặc biệt đối với các cây họ cà giúp giảm tỷ lệ bệnh. Các công nghệ nhà kính, nhà lưới, màng phủ nông nghiệp, tưới tự động, thủy canh, cảm biến tự động được áp dụng rộng rãi. Lượng thuốc bảo vệ thực vật có gốc sinh học chiếm khoảng 15% lượng thuốc sử dụng trong canh tác. Thưa bà con và quý khán giả, những thanh niên nông thôn là trụ cột gia đình, nếu chịu làm ăn vượt khó làm giàu sẽ đóng góp làm thay đổi bộ mặt nông thôn rất nhiều.
Ở Lâm Đồng, thanh niên còn gặp rất nhiều khó khăn để phát triển kinh tế khi vừa thiếu vốn lại không có kiến thức khoa học kỹ thuật. Nhưng bằng sự cố gắng của bản thân mà đã có những thanh niên làm giàu từ vườn ruộng nhà mình. Điển hình có thanh niên Lưu Đình Huy đã vươn lên làm giàu chính đáng bằng mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ghi nhận sau của phóng viên chương trình về gương điển hình này. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Lưu Đình Huy ở thôn 4, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, quyết định ở nhà để tìm hướng phát triển kinh tế trên chính thửa đất của gia đình. Ngoài 2 hectare trồng cà phê làm nguồn thu nhập chính, anh Huy đã nghiên cứu và học hỏi các mô hình chăn nuôi phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Và rồi anh đã nhận ra việc nuôi dê sinh sản là bước đi đem lại hiệu quả kinh tế bởi nguồn vốn đầu tư ban đầu ít, công chăm sóc lại đơn giản và tỷ lệ mắc bệnh trên đàn gia súc không cao. Chính điều này nên năm 2015, anh quyết định gắn bó với mô hình nuôi dê sinh sản. Từ những cặp dê ban đầu nuôi thử nghiệm để làm giống đến nay đã phát triển quy mô đàn lên đến gần 50 con. Anh Huy cũng chính là người tiên phong cho mô hình nuôi dê sinh sản kết hợp với trồng trọt tại địa phương. Theo tìm hiểu của em thì em thấy thị trường của nuôi dê và ở trên thị trường thì cũng phát triển rất là mạnh. Hiện tại như bây giờ thì về dê người ta chăn nuôi rất là nhiều. Nên là vì thị trường phát triển nhiều cho nên họ nuôi cũng cực kỳ nhiều. Đầu ra thì chắc chắn là nó sẽ ổn định. Và nói chung là cái cách nuôi thì rất là dễ. Vì thiếu kinh nghiệm nên ban đầu cũng gặp lắm khó khăn trong việc chuyển đổi về cây trồng và vật nuôi, nên bằng sự cần cù chăm học hỏi, anh Lưu Đình Huy đã linh hoạt và sáng tạo trong cách làm của mình khi trồng xen cà phê với cây gòn và cây hồ tiêu. Bấy lá gòn vừa làm thức ăn chính cho dê, vừa làm trụ cho cây tiêu phát triển. Từ nguồn thu nhập của việc trồng tiêu và nuôi dê, anh Huy tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích cà phê hiện đang cho năng suất cao với khoảng 7 tấn một hecta. Tiền cà phê hàng năm thì mình có thể mình lấy để mà đổi mới cái giống cà thêm nhiều thêm, ví dụ như tất cả các loại giống cà ghép chẳng hạn. Và ví dụ như một vườn như tụi em là rất là nhiều loại. Lộc An, huyện Bảo Lâm là xã có diện tích trồng cà phê lớn và là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên cà phê chỉ thu hoạch một vụ trong năm mà chi phí đầu tư khá cao. Do vậy, với sức trẻ và sự nhiệt huyết muốn làm giàu cho bản thân nên nhiều thanh niên đã luôn tìm tòi học hỏi những cách làm hay để làm giàu trên chính thửa đất của mình. Và mô hình trồng sen cây kết hợp chăn nuôi của anh Huy đã minh chứng cho điều đó. Không chỉ làm kinh tế giỏi, Lưu Đình Huy còn là bí thư chi đoàn thôn, năng nổ và nhiệt tình với phong trào đoàn tại địa phương. Ngoài việc công việc phát triển kinh tế gia đình và bản thân cho đồng chí Lưu Đình Huy, thì đồng chí Lưu Đình Huy là một trong những người bí thư rất là năng động, không những ở phong trào ở địa phương, ở chi đoàn thôn, đồng chí còn tham gia những cái chương trình ở huyện, đặc biệt là chương trình thiện nguyện, chương trình thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ thì đồng chí Huy là luôn là người đi đầu ở trong các chi đoàn thôn. Ở tuổi 30 không ngại khó, ngại khổ, anh Lưu Đình Huy bước đầu đã gặt hái được những kết quả khả quan từ mô hình phát triển kinh tế của mình. Mặc dù kinh nghiệm chưa nhiều, song khát vọng làm giàu của chàng trai trẻ này đã tiếp thêm động lực cho nhiều thanh niên đang muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương Lộc An. Bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin 365 ngày chuyển động ngày mai. Nếu có ý kiến phản hồi, đóng góp hay tìm hiểu thêm về cây con giống mới, bà con liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ đang hiển thị trên màn hình.